Con nghe cô đọc phần đề bài này. Đoạn văn dưới đây có thành công gì nổi bật trong cách dùng từ? Điều đó đã góp phần miêu tả nội dung sinh động như thế nào? Cùng cô đọc đoạn văn. Vai kĩu kịt, tay vung vẩy, chân bước thoăn thoắt, tiếng lợn eng éc, tiếng gà chíp chíp, tiếng vịt cạc cạc, tiếng người nói léo xéo. Thỉnh thoảng lại điểm những tiếng ăng ẳng của con chó bị lôi sau sợi xích sắt, mặt buồn rầu, sợ sệt. Đoạn văn trên của tác giả Ngô Tất Tố. Chúng mình cùng tìm xem với phần này thì chúng ta sẽ đọc như thế nào để hiểu sơ qua phần nội dung. Chúng mình cùng bước vào phần thứ nhất, phần đọc hiểu nội dung. Với đoạn vừa rồi thì các con lưu ý này, có câu cuối là một câu dài, vì thế con sẽ ngắt hơi như thế này cho thể hiện được cái hay, cái đẹp của câu và con có đủ hơi để đọc. Con ngắt sau từ thỉnh thoảng và ngắt nhẹ sau cụm từ tiếng ăng ẳng của con chó bị lôi sau sợi xích sắt. Bên cạnh đó, trong bài tác giả sử dụng rất nhiều các từ để gợi tả, vì thế con cũng chú ý để nhấn giọng những từ đó. Con sẽ không khó để phát hiện ra đó là các từ kĩu kịt, vung vẩy, thoăn thoắt là các từ mô tả cho hoạt động. Từ mô tả về âm thanh, eng éc, chíp chíp, cạc cạc và tiếng người nói léo xéo. Bên cạnh đó, ta thêm từ ăng ẳng và từ điểm để con thấy được đan xen trong khung cảnh này. Và hình ảnh được mô tả đó là buồn rầu, sợ sệt.